Sau đây là kết quả xổ số Gia Lai thứ 6 ngày 26 tháng 5 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7-1. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7-7-3. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8903, 4694, 2899. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 5325. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 10524, 65303, 48097, 98515, 55000, 36591, 50077. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 95981, 00123. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 12674. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38441. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 006330. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 006330.